phá ra bà ơi. Phá quá. Khang, chạy cho mình qua kia đậu. Nó chạy xe trót mình lại tay đậu. Stop xa kìa mày. Ngon xe mày tất nhiên rồi. Ủa đi lại ậu nha. Ờ. Dạ. Đậu xe chắc bên trước xe của ông ấy nè. Ồ bye bye kìa. Chở tôi về Việt Nam đi. Chở tôi về Việt Nam chơi một tháng đi. Mới gắn cái bầu chiên như vậy à. Thấy được không? Nó chưa có, xe này chạy nó chưa smooth lắm. Mà nó cho xe nhiều. Ờ. Nó đang đạp đúng không? Vô ga mạnh lên. Má phải làm quá sớm. Ủa xe ra khói gì vậy? Hôm nay để chạy chút nữa cho nó ấy rồi nó mới hết, nó bớt. Thì mình mới đi lên anh Alex mới về hồi khuya nay các bạn ha. Về 12:36 tiếng đồng hồ mình lái thẳng lên, bốc hai xe lái thẳng về các bạn. À, về khuya hôm qua 12 giờ đêm là 34 tiếng lái xe. Rồi mình tối qua ô mà ra mình ngủ giống như đúng rồi luôn. Ngủ đã luôn xong mà thức dậy chiều nay anh em nhậu nhà mình cho nên đang chờ số anh em đến nữa nhậu tối nay. Hồi đó coi cái phim gì mà có thằng bé đứng ngay cống nước các bạn, cái có cái người dưới cái ta lên nó khoẹt hiệu ta lôi cái giò của đó cái cống tắt thì nó cũng bự luôn. Mãi trong xóm mà nó chạy. Chậm lắm mấy ông thằng. Ê trong đây có nhà bán hồ bơi đẹp lắm mà. No, cái đó P1. Chiếc P1. P1 đó. P1 màu cam. Bugatti nữa. Bugatti đấy hả? Bugatti màu trắng. Ồ. Ồ, nó chỉnh sao chứ. Nó trên nó tải đặt ngang quá. Đây, chiếc lớn á, chiếc lớn. Lớn. Chống to xuống, gạt cái cây lên. Biết đẩy không? Thua. Ngày nào có chỉ đẩy đây quán cho. Đấy. Đây, cái quán. Biết đẩy không? Không, không.
dân chạy mô tô, dân chạy mô tô Việt Nam, xăm mình chạy mô tô có Harley đó mà mới để xe này. Bỏ cái trống xuống, cái trống thẳng á, đạp cái trống thẳng xuống, trống ngang xuống, ok dịnh dịnh thẳng đó, ok nhắc cái cây kia lên, ờ nhắc lên, để thẳng, mình đứng bên hông á, bên hông á gì, đó mình cái kia, ở cái cây sao nè, rộng sao nè, nhắc lên, nhắc lên, ờ nhắc lên đúng rồi, dịnh đó nha, ok rút cái cây ra, ok té đá to lên, ok. Đẩy hết qua đây luôn, dây đất lại. Dân chơi mô tô kỳ quá. Ồ, mô tô mà lâu quá mới đẩy ra, nhìn thấy nó bậm trợn kìa ha. Đó, đứng thẳng lên. Cho một tay, một bên qua trước nha. Cho bên qua trước, thẳng đó luôn, thẳng tay đá lại, thẳng tay đá lại, thẳng tay đá lại. Thằng tay rồi. Hai con, thằng tay rồi. Ok, để thẳng xuống đây. Ngồi lên luôn, ngồi lên luôn. Đừng ngồi lên đâu. Đừng ngồi lên, để thẳng luôn, qua bên kia chút, qua bên kia chút, qua bên kia. Bên kia. Ờ ok, để thẳng xuống. Qua bên kia chú. Á, rớt bánh à, rớt bánh à. Qua bên trái mày chú. Ờ. Hồi đó mình có cái cây nó bẹ hơn mà đẩy xuống chạy tới chạy luôn dễ. Thẳng luôn. Hai chị. Không. Hai. Hai Thiện, hai chị chị Ngọc. Chị làm gì á, dắt xe chị đi. Cho mấy ông này phá. Trời ơi, ghê vậy. Ừ. Không biết còn bình không đó. Để đèn thử coi. Ok, bóp bóp ra vô. Rồi ok, để thử coi. Bóp bóp đây. Đây coi, ấm chưa. Rồi bố luôn. Rồi hết bố luôn. Rồi hai đứa bay đẩy đẩy cho nó chịu. Cầm bình vô. Đẩy vô lại hả? Nó gầy số 2 đẩy á. Ờ đẩy nổi luôn hả? Ờ. Quẹo quá. Quẹo quá luôn. Anh Thiệu đẩy phụ đó bạn. Ê, từ 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 từ. Dạ lại. Dạ lại. Ôi. Đó, đặt đừng ngã nha mày. Ủa. Ôi xịn ta đó. Để mà lên cài là ngộng quá. Bóp phắng từ từ. Dạ dạ đi vòng đi. Bóp phắng từ từ, quẹo xuống đây. Ok. Thắng từ từ xuống, từ từ xuống, từ từ xuống. Yếu bình không kia. Yếu bình rồi, lâu quá đâu có chạy đâu. Chạy to xuống. À, đó mua chắc hai mấy ngàn không? No, hồi đó em mua gần 40 anh. Trời ơi. À. Anh lên em đẩy cho. Ờ, hai người đẩy. Để đưa lại cái. À, tứ ổng ngồi xe này quá chuẩn luôn. Chạy lên, ê, chạy lên đây đậu đi. Đậu đi. Cái body này giống như vết ngàn á. No vết ngàn là cái loại kia, loại naked kia. Kia cái Kawasaki mà cái body đó, cái kiểu cơm nè. Không à. Anh cho anh đổ máy được anh chi. Hết bình rồi cho mình đẩy. Đẩy thử coi. Đây được mà. Thôi thì chạy đi. Đi á. Chào chào anh. Dạ. Nó đang chạy, nó đang đầy phải không? Đó. Xe có ý mà. Ừ. Xe nó cao. Chạy ra ngoài đi. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hả? Chống kỳ nhất là xe này cao mà.
Chú, nhà ông bây giờ là chú. Chị nói dân chơi mô tô. Thua. Vô ga mạnh lên. Vô ga mạnh lên mày đạp mới được. Vô ga mạnh lên. Đi đổ xăng á. Ấy mình coi mình xăng không? Đổ xăng rồi. Ga mạnh lên. Ga mạnh lên. Để cho đầu cháu quen. Má dân chơi mô tô xe này mà nó bị hư rồi. Nghe nghe cọc 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 cọc. Nó xăng rồi, nó xăng rồi. Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm. Hello. Hai chị Lan. Làm này cho anh Phước chạy nè. Hai Giang. Sửa chiều lại cho ông nè. Phải không? Hello ai đâu? Hai chị Lan. Chị để nhà đi, để nhà đi. Đó phụ đó vậy đó. Để ra đi mày. Ê! Ê, nhìn nhìn té. Té. Ê, nó chạy mà nó chạy cho. Để cho ồn chú đi, để cho ồn chú đi. Má sợ quá mày. Scary. Chạy lên kia cho đồ đừng tắt nó để cho nó đại kẹt lên chứ. This guy crazy. This guy drink a lot, so he drink a lot of wine, biết đó không? Biết đó không? Yeah. Thì có chiếc S, S màu cam á, S. Yeah. Chạy Giang. Chạy giống như Honda thôi à. Mở công tắc lên chưa? Bơm mà dài không? Hả?
thắng à, thắng à, thắng à. Ờ. Bóp mày dai vô, bóp mày dai vô, phải bóp mày dai vô. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ê, đứng vô ga nhiều. Lần đầu anh chạy xì bo mà trước trước xe của anh Thiện, trước chiếc lá xịt của anh Thiện rồi sợ rồi thả mà ra quất vô xe Thiện đó. Mà anh qua đây lâu năm rồi, anh không biết bên bờ có chạy không tao? Không biết nữa. Ờ, bây giờ chạy, anh mới chạy ra rồi. Ờ, chứ không thôi lên rồi quá đụng liền, nó giỡn á. Chưa lần nào chạy á là nguy hiểm á. Đúng rồi, đúng rồi. À, bỏ thuốc thì bỏ thuốc đi, hút làm gì? Anh gói thuốc này đầu tiên của em hút là từ Tết giờ luôn. Em mua 3 số qua đây em hút từ gói này, gói đầu tiên em mua hôm nay luôn là hết sạch tách gói thuốc 3 số luôn. Yeah. Em mua là để coi. Một lần 12 cây, 2 lần 24 cây. Dạo không không tưới ngồi dịch vụ được. Không tới à? Đậu kia đi. Giang giang chạy này không ra. Chưa chưa rành, chưa quen. Xe này chứ xe nào mạnh? Xe này mạnh á, chưa quen. Giang chưa quen á. Thôi mày đừng có sớm mà công tội người ta. Một tới năm sau. Phá. Cái nhà ở Mỹ đóng cửa là cái tiếng bồ là nghe. Tôi cũng nghe luôn, Phá. Bỏ đây. Nhìn nhận xe mày không cho anh? Nhìn nhận ra xe mày không? Thấy không? Mẹ bỏ thuốc rồi, bỏ đi ba quay. Ê ê, bỏ thuốc rồi bỏ đi, hút gì bỏ được rồi, đang cố hút nữa. Vô you want a water, I get you water. You okay. Tối nay em là hát không để ta kêu dàn nhạc kia, nó quyên đem quyên dàn nhạc lại mà đánh live show rồi luôn. Để đem mấy dàn nhạc khổng ra chơi. Ờ à. You like it? Yeah, good. It's some more chicken over there, okay? Thằng bạn mình nó là người Indian, right? Indian. Yeah. And she là người Filipino. Yeah, Filipino. Yeah. Hả? No, ấy là Indian. Ấn Độ. Indian. She's a Filipino. Philippines. And then mình có thằng bạn Indian nữa, mà bạn gái nó là Vietnamese.
Shadu. He has his girlfriend Vietnamese. Shadu. Shadu. Yeah. His girlfriend Vietnamese. And AJ from Europe Houston, he's he like Vietnamese girl too. Square. He like Asian girl. Asian girl the best. You hear that? You say Asian girl is the best. Hả? Đang gì? Rượu đậm hả? Không, không, không. Ê, uống rượu không? Chẳng lấy rượu, rượu đậm à. Hả? Nhà anh... không có gì ngoài Axo không à. À, nói nghe ghét. Ê, này, này, em mập lắm mày. À, mày ăn mày cho cố vô. Mày về Việt Nam mày ăn hưởng cho cố vô. Cho uống sữa thôi, tối ngày cho uống sữa không à. Jin. Ê, ê, thằng ấy nó nói mày giống cái thằng Fast and Furious á. Thằng mà hay rót rượu ấy á. Try this. You want it? Okay, you. Very good. It's like a red wine. I think it's Justin, right? Yeah, Justin. Anh Trí, theo 365 lời yêu cầu của khán giả là cần có cái microphone để cho anh chích mặt. Thôi, cái đi. Nữa, uống mới đồ vô. Cái đồ phê à. Để. Ủa, anh đồ đã giờ, anh kêu ê, cái microphone đó, anh kêu phiêu vậy nè. Có, hai anh em mình ca luôn. Ờ, rồi hai anh em nha. Ủa, lấy rồi. I wanna go and see something. Anh cũng như này, anh uống này mày, anh uống này mày. Chạy luôn. Anh uống đây đâu, nhức đầu. Chạy luôn. Hai người hết luôn. Thôi mày, mày uống hết rồi mày. Không có vợ nữa, không có vợ tối nay chở vậy. Nó chạy mình nó thôi. Thôi nữa thôi, nữa thôi. Nữa thôi. Hai Minh, khỏe không? Bình Minh. Mày vô kìa. Má Minh, Minh lâu ngày không gặp, đẹp trai á man. Giống tài tử quá man. Giống tài tử quá. Nói gì, nói gì? Nãy mình không nghe à? Không, anh không nghe được, nghe được. Ok. Anh tiện làm cái uống đi, lên làm bản thôi. Vô, vô, vô. Đó, phiên bản mới nè, mâm mới nè. Mâm mới của khói xe nè, đó, mày bỏ vô. Ngầu nha. Đó, cái này 2 piece. 3 piece, center cap nữa là 3 piece. TV. 3 piece. Yeah. Đi chống cái này là 3 piece. Đó, 2 piece là tại nước ốc mà. 2 piece. Nè, cái này hả này nè. Cái này rivet nè. Dạ ba, để vô bộ. Ù, má nhìn ngang hầm hố. Đi viên đen luôn hả? Đâu đâu vậy là để vậy. Đâu vậy vậy đẹp rồi. Ta không muốn mấy ốc thì màu màu cam. Mấy công ta nói đồ á, copy idol phước nữa. cười. Cái này nhẹ lắm mày. Nhẹ không anh? Nhẹ, đây tươi phí. Cái này có hãng nào? LA Toxin. Mới ra luôn á. Set cho mình đầu tiên luôn á. Tụi nó làm bầu nhiều lắm nha. Tụi nó làm bầu nhiều lắm.
Ồ, bà vô, thương mày lắm rồi. Thương gì chịu nổi. Cứ ăn. Hai em mình, cái tụi nó nhiều. Chưa bỏ chứ. Nó nhiều là phải nha. Thôi, giờ đến ai đây? Mình với anh chia răng luôn. Đù má, tao thấy phôi hút nước rồi. Em thấy phôi hút nước rồi. Đù má, nó ngồi nó thở nó giờ đó, nó thèm nước. Nã đi em. Ôi trời ơi, đây càng dứt không à. Má nào chứ. Lộn anh nè, khó khăn nè. Trời ơi, anh nóng cái gì vậy nè. Anh em bây giờ mà bỏ qua. Anh em có chuyện gì bỏ qua đi nha. Bỏ qua. Không có ai để bụng hết á, mà cái bụng ai cũng cỡ này hết nè. Không có ai để bụng hết mà cái bụng cỡ này. Bỏ qua đi nha. Má ơi. Thao bụng là sang. Không có để bụng. Nào nay rồi, uống bia đi. Nào nay bụng cà bá rồi bạn ơi. Tôi chỉ thương hết. Không nhậu rồi. Ây. Không, 100 100 200 200 nữa ạ. 200 nữa ạ. 100 đéo ạ. 100 không ạ. Không em nói thôi. Nó chủ cả gì kỳ quá à. Thôi, John. Đừng đưa cho nó. Thôi đi được rồi, đừng. Đưa cho ba. Thôi đi. Đừng có đưa cho nó mà, thiệt mày. Đưa cho mẹ. Làm cho sợ mày đó. Hả đi. Hả đi. Hả vô đi. Phanh tay, đâu. Phanh tay lại. À, đêm có tiền mày. Hello, phanh tay lại. Kìa, John. Phanh tay, đi. Đùa. À. Có tiền. Rồi, bóng 20 cái luôn. Ê, còn 20 là à 2 cái nữa. Nó à 2 cái. Chú hết xăng. Hai chung trà thôi à. Mày thấy có tiền cái là đủ à. Còn mới đâu có tiền ly xì đéo thấy tiền đéo à. Giống ba đó hả? Đúc ra cái bụng. Ở đi vô đó được rồi. Thu nghiệp hết rồi. Hết tết rồi. Ồ, 2 giờ nó ngủ lần nè. Ồ, hàng chi nãy giờ nó vô nó ẩm nhóc mình, nó nựng nhóc mình nè. Nó có ý đồ gì, hàng chi hôm nay nó kêu mình ba hoài, hàng chi ý đồ gì đây. Hôm nay vẫn ok mà. Ờ, dễ thương. Hôm nay nó ok, nó cũng có làm mà, nó bên nội đâu. Anh kêu bỏ vô đó. Anh kêu bỏ vô túi, anh thấy bỏ túi không? Chú Phước bỏ thêm á. Đi ra chú Phước bỏ thêm. Thiếu. Mẹ kêu. Bên tay lạ chú ơi, không bên tay lạ chú ơi đi. Kêu bên tay ạ cái nữa. Bên tay ạ cái nữa đi. Bên tay lạ đây nè. Bên tay lạ đi. Ạ đi xỉ đứa con. Ạ. Nắm đi. Má bữa nay mình ngồi mình coi mấy clip cũ á. Anh ngồi kế mình cái anh đa. Phơ. Anh kêu là Phước là phơ. Ai đó? Phước đó. Ai đó? Ai vậy? Anh đêm thúi lắm, đụng má ra bỏ xe lên kia, không phải xe ba anh. Cái nó không phải, bên đây, bỏ lên anh. Anh kêu đúng rồi. Anh đêm thúi lắm. Thằng này không điếm, thằng này điếm hơn nè. Điếm hơn nè. Gia đình thôi mà. Thằng này điếm hơn. Không biết đây. Má cha nó có tóc xấu bạc phố rồi. Để chú cắt đẹp hơn. Má là cắt các bạn. Má là cắt ạ. Tốt nhất đừng mua chiếc đó. Mấy chiếc đó là tiền bao giờ mua? BMW.